Để học tập cái ngôn ngữ lập trình Pascal thì trên điện thoại chúng ta cũng có thể dùng cái app là Pascal NIDE. Và cái app này chỉ phát triển ở trên cái hệ điều hành Android. Thì để cài đặt cái chương trình này vào điện thoại thì vào CH Play và gõ cái từ khóa là Pascal NIDE. Khi đó chúng ta sẽ sạc ra thấy được cái app này. Tác giả là Mr. G. Bấm vào cài đặt. Như vậy là cái quá trình cài đặt của chúng ta đã thành công. Trở về giao diện chính thì chúng ta thấy đây là cái app Pascal NIDE. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với cái chương trình Pascal NIDE trên điện thoại. Mở cái chương trình lên. Và khi vào chương trình thì chúng ta thấy nó đã hiện sẵn cái màn hình soạn thảo chương trình cho chúng ta. Và cái mục tiêu công việc ở đây đó là chúng ta sẽ soạn thảo lại cái chương trình giống như bên Pascal. Đây là màn hình Pascal và đây là cái màn hình điện thoại. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu soạn thảo cái chương trình này. Bây giờ chúng ta dựa vào chương trình bên Pascal này mà chúng ta gõ lại ở bên điện thoại. Thì đầu tiên là program bài tập 1. Từ bàn phím chúng ta nhập chương trình vào. Thì khi chúng ta gõ cái chữ B thì đã có cái sự gợi ý là câu lệnh program. Chúng ta nhấp chọn vào đây. Thì nó sẽ được ghi vào chương trình luôn. Rồi bài tập 1. Chấm phẩy. Thì cái dấu chấm phẩy này nè, thay vì chúng ta phải bấm vào một cái lớp ký tự khác thì mới chọn được là chấm phẩy. Nhưng mà đối với chương trình này thì nó đã được sắp xếp các cái ký tự thường dùng ở một cái thanh riêng ngay trên màn hình soạn thảo. Đây là dấu chấm phẩy. Vậy thì thay vì mình sử dụng trên bàn phím này thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ngay trên cái thanh này. Chấm phẩy. Rồi xuống dần. View. Ở đây lưu ý là khi chuyển sang cái màn hình soạn thảo Pascal thì bàn phím nên để ở chế độ tiếng Anh để không có bị lỗi. Thì khi lệnh view mà đánh OS thì nó đã hiện ra cái gợi ý là view. Đó, bấm chọn vô đây. CRT cũng đã có gợi ý ở đây. Rồi chấm phẩy. Rồi, xuống dòng, Begin. Thì đã có gợi ý nữa, chọn đây, xuống dòng. Câu lệnh CLR, đây, đã có gợi ý đây. Rồi, Enter xuống dòng, ra. Đã, ra lên đây. Rồi, thì ngay chỗ này mình có cái dấu móc đơn, đây dấu móc đơn. Rồi, chào các bạn. Thì chúng ta... gõ chữ vô đây. Chào các bạn. Trong cái app này thì khi chúng ta gõ vẫn để được dấu. Nhưng mà tôi kinh nghiệm thì chúng ta không nên để dấu. Vì để dấu thì khi chạy chương trình dễ bị phát sinh lỗi. Rồi dấu chấm phẩy. Xuống dần. Red. Và ở đây đã có sự gợi ý. Rồi, chấm phẩy. Và end. Chấm. Như thế là chúng ta đã soạn thảo xong một cái chương trình bài tập 1. Như vậy thì cái việc gõ chương trình trên cái app này có hai cái điều lợi mà nó sẽ giúp cho chúng ta gõ nhanh hơn. Cái điều thứ nhất là cái bản gợi ý các câu lệnh. Khi chúng ta tận dụng được cái bản gợi ý này thì cái việc chiết lệnh sẽ nhanh hơn. Điều thứ hai đó là sử dụng các cái ký tự thường dùng đã được sắp xếp trên một cái thanh riêng ngay trên màn hình soạn thảo. Sau khi gõ chương trình xong thì chúng ta tiến hành biên dịch và chạy chương trình. Thì để biên dịch
hay là để kiểm tra lỗi của chương trình này thì chúng ta bấm vào cái nút check này, bấm vào đây. Như vậy thì biên dịch thành công, có nghĩa là chương trình này đã đúng. Và ở đây chúng ta thử xóa một cái dấu là chấm phẩy ở cuối câu lệnh ra và chúng ta biên dịch lại thử nhé. Và chúng ta đã thấy là báo lỗi. Thì ở đây nó đã hiện ra cái lỗi biên dịch là dòng cột là dòng thứ năm, đó. Lỗi cú pháp là dấu chấm phẩy. Và tất cả những thông báo lỗi ở đây đều là cái tiếng Việt. Chúng ta đọc vào đây có thể hiểu. Và như vậy thì chúng ta phải sửa lỗi lại chỗ này, thêm dấu chấm phẩy và bây giờ biên dịch lại. Vậy là biên dịch thành công. Sau khi biên dịch thành công thì chúng ta bắt đầu chạy chương trình bằng cách nháy vào cái nút tam giác này, nút play đây. Vậy thì cái kết quả cuối cùng hiện trên cái màn hình đó là chào các bạn. Vậy thì cái chương trình này đã đáp ứng được yêu cầu ban đầu của chúng ta. Chúng ta enter để quay lại chương trình, bấm thoát. Hoặc là chúng ta bấm cái nút này quay lại để trở về chương trình. Thì bây giờ chúng ta đối chiếu lại với bên Rebecca thì ta chạy thử chương trình này. Như vậy thì nó cũng ra cái kết quả là chào các bạn. Điều này cho thấy là dù chạy trên máy tính hay chạy trên điện thoại thì nó cũng đều cho ra một cái kết quả như nhau. Vì thế cho nên là trong quá trình học tập các bạn cũng có thể sử dụng Rebecca trên máy tính và cũng có thể sử dụng cái app trên điện thoại và các bạn cũng có thể gõ chương trình trực tiếp trên các cái web online. Còn về các cái nút lệnh thì chúng ta có các cái nút lệnh cơ bản như sau. Đây là cái nút để biên dịch chương trình. Nút này là để chạy chương trình. Và cái nút này thì có các cái lệnh như sau. Ví dụ như là chương trình mới. Để tạo ra chương trình mới thì mình nhấp vào đây. Mở một cái tệp đã có sẵn. Lưu. Này là lưu thêm. Còn cái này là lưu với tên khác. Ví dụ như chúng ta đã có bài tập 1 rồi. Mà bài tập 2 có những câu lệnh tương tự như thế này thì chúng ta có thể lưu với tên khác để chúng ta tận dụng lại các cái câu lệnh cũ. Và quay về cái thao tác trước. Và trong cái chỗ này thì còn một số cái lệnh khác nữa. Ví dụ như đây là vào nút 3 chấm thì chúng ta có thể tạo thư mục, ẩn hiện file và cái cách sắp xếp. Ngoài ra trong cái giao diện này thì nó còn có một cái dấu cộng, là khi bấm vào dấu cộng này thì chúng ta có thể tạo ra một cái thư mục mới hoặc là muốn soạn thảo một chương trình mới thì bấm vào đây. Ngoài ra thì cái app này còn có những cái nút lệnh khác. Khi chúng ta tắt cái màn hình soạn thảo này đi thì chúng ta sẽ thấy rằng ở chỗ này có ba dòng là mở hoặc tạo tập tin mới, code mẫu hoặc là mở ngăn kéo. Ví dụ chọn vào mở ngăn kéo thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái lệnh khác nằm ở đây. Thì các cái lệnh này các bạn có thể từ từ tham khảo sau. Một cái vấn đề cuối tôi muốn nói đến trong cái video này đó là cái việc mà chúng ta chia sẻ cái file này cho các bạn hoặc là chúng ta nạp cái file này cho giáo viên. Thì chúng ta sẽ vào cái nút này. Và đây là có tất cả các file chúng ta đã làm. Ở đây cũng lưu ý là có hai cái loại tệp, một á là cái loại tệp màu đỏ, thứ hai là màu trắng. Thì ở đây là có cái bài tập 2 và ở đây có bài tập 2.bat. Và chúng ta mở cái bài tập 2 này ra. Thì chúng ta thấy bên đây không có xuất hiện gì cả. Nhưng nếu chúng ta nhấp vào bài tập 2 thì chúng ta thấy chương trình bài tập 2 nó đã hiện ra. Điều này cũng lưu ý lại một điều là khi các bạn lưu á thì các bạn nên gõ cái tên chương trình và phải chấm bát. Ví dụ như đây là bài tập 2, tôi muốn lưu lại thành bài tập 3 thì tôi sẽ chọn vào đây, lưu với tên khác và nhập vào là bài tập 3 chấm bát. Đồng ý. Thì như vậy thì bên đây
Thì như vậy bên đây mới xuất hiện là bài tập 3. Và bây giờ chúng ta mở bài tập 3 ra thử. Đây là bài tập 3. Đây là bài tập 2. Thì để chia sẻ bài tập 3 này cho các bạn, hoặc là chúng ta muốn nạp bài tập 3 này cho quý thầy cô, thì chúng ta bấm và giữ vào bài tập 3. Như vậy thì bài tập 3 đã được chọn. Bây giờ một cái menu khác là hiện lên. Chúng ta bấm vào nút 3 chấm này và chọn vào chia sẻ. Thì bây giờ có các cái nền tảng được phép chia sẻ hiện ra. Bấm vào xem tất cả. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể gửi cái tệp này qua Zalo, email, lưu vào Drive, vân vân. Đó, tùy các bạn chọn các cái phương tiện chỗ này. Giả sử tôi muốn chọn vào Zalo và chọn tiếp tục vào Zalo. Như vậy thì tôi có thể chia sẻ qua cái lớp 6A. Và như vậy thì cái bài tập 3 này đã được chia sẻ qua Zalo.